ok, mình kiếm được trò này anh em ơi. Từ từ nhá, hôm nay xem thấy anh đội chơi thấy vui vui nên là cũng tải về nghịch. Từ từ nhá, 120 giây. Ui, nó quay đầu nhanh lắm đấy. Ui, mẹ con này nó điêu anh em ơi. Nó chưa hết đèn xanh nó đã quay đầu lại rồi. Thấy không, thấy không, thấy không, thấy không. Mẹ, con này nó chơi láo. Ok, không sao anh em, có hẳn 3 phút cơ mà. Cơ bình đi đâu. Ui, thấy không, thấy không. Mẹ, anh em đừng nghe cái lời nó nói nha, mẹ con này mồm điêu đấy. Mẹ rút đấy, đàn bà là những niềm đau. Nhưng mà nhìn mà nó kinh vậy. Mà nó quay đầu kinh vậy đi. Ok nhá. Ôi giời. Game là dễ. Ôi. Ủa mình nhìn lâu lắm rồi đấy nhá. Trò này như của PewDiePie làm hay sao anh em ạ? Thì có chữ dòng cảm ơn của PewDiePie. Ôi giời ơi mày, dám ba con. Đứng lại, cứ đứng lại. Không sao em. Đấy, bình tĩnh thôi. Ê, đây, chết ngay. Đâu rồi nào. Ui, giảm giống phết nhở. Ui, chị gái này mặc đồ ren à. Ô, chúng ta sẽ đến với ngày thứ hai. Ô, đấy, ô, tách kẹo thật đấy. Welcome to Cut Cookie by Following the Line. À, kẻ theo đường đúng không? Cắt theo đường thế gì? Rồi ôi, chơi được. Đến ngày thứ hai anh em ơi, trò chơi thứ hai chứ. Còn này là trò cắt kẹo. Ui rồi. Ui. Ui. Ơ qua chơi Minecraft còn hay hơn a. À. Ta ngoài là đi ấy. Không sao các em ạ, mình lâu được, mình lâu được. Mới 2-3 thằng chết thôi mà. Ui, có 17 giây. Ui, giải dăm 3 game. Ui, mẹ sao game 10 giây nữa. Ui. Đấy, đơn giản vãi. Chúc mừng mình vì bạn đã mò đến được đoạn này. Để xem nào. Đến giờ nghỉ rồi, vẫn còn nữa anh em ơi. Mới qua được 2 ngày thôi. Tao khuyên chúng mày là tìm đồng đội cho tối nay. Ui, con đây, vừa nãy có người anh em nào bảo em vào cùng phòng ấy. Hey, anh Giai, bình tĩnh anh Giai. Đấm nhau của gì nhá. Gậy bóng chày. Ây da, chơi đấy, mẹ chiến đấy. Đâu. Thằng nào mà át thôi. Mẹ thằng nào đang chạy không em. Đây rồi. Joycy à, vừa đấy gì ai? Joycy, đứng lại Joycy ơi. Đứng lại ghê. Đứng lại. Tại đây mình bảo đây. Poem. Ôi mình vụt chúng nó rồi. Poem. Ôi khó vụt quá. Ôi mình vụt nó nửa máu kìa. Cố lên. Đúng rồi Hải ơi, đánh nó đấy Hải ơi. Anh em mình là một đội nhé. Ui. Khó đánh phải. Ờ, nhấn. Ui giời em. Nhớ mặt tao nghe chưa. Đây là số báo danh bao nhiêu nhỉ. Thôi được rồi anh em, mình cũng yếu máu anh em. À, hình như có một đứa nữa cũng gần chết rồi đấy. À đây. Chào Hải Đăng nhá. Hải Đăng đúng không? À, thôi được rồi anh em mình, người Việt Nam. Thôi được rồi. Ngày hôm nay đây là được rồi em ạ. Ngày hôm nay thấy thế này là ngủ ngon rồi. Ui nó làm game như thật đấy nhỉ? Chơi má. Đỉnh thật. Ok nhá. Ok ngủ ngon bạn ơi. Tôi ngủ ngon lắm. Ôi trời sao nằm đây thế kìa. Ôi trời. Ờ quạt cho ơi. Anh Giai này nằm im lắm này. Mà nhìn nó lạnh lẽo thế nhỉ. Ui chó kéo co à. Chuẩn bị spam click à, click chuột à. Ui kéo co thật này. Nhưng mà mình không biết thằng nào có con chuột. Từ từ kéo kiểu gì anh em ơi, kéo kiểu gì đấy.
Giờ băm chuột à? À, put. À, phải bấm click chuột à? Úi dồi ôi. Phải bấm chuột đúng không? Click to pull. À, bên nào nhiều hơn thì bên này thắng. No. Cố lên. Ở bên team mình, à, team mình thắng, team mình thắng, team mình thắng kìa. Không được, mình không thể chuyển lên được. No. Nó băng rồi kìa, mày bấm đi, mày, anh sai. Cố lên. Ui, mười giây nữa. Thắng, cố lên, 7 giây nữa thôi. Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Ui à. Ui. Ơ, thế thì mình thắng hay thua đấy. Ơ, rồi đi luôn. Ơ, là sao, là sao? À, ui giời, cho cầu kính ấy, em ơi. Mùi rồi, rồi mùi này một thằng đi rồi. Giờ chỉ còn là đôi 4 5 thôi. Ôi, cái này nhảy hai nấc được ạ. Xuân Cu Gen à. Ơ, cái này nó không có thời gian anh em ạ. Ok đấy. Ui, hay vậy. Tôi chết rồi. Có đấy được không? HG ơi, người anh em ơi. Được chưa? Ôi sao nhiều cửa thế này, sao mà không biết được. Khó thế. Còn 30, ui thời gian thì kìa, còn 30 mấy giây thôi anh em ạ. Anh em 1, 2, 2 nào. Nhìn lên. Nhìn đi. Nhìn đi. Ô, bên này. 22 giây. Một à. À! Khó vậy. Thế này nó nhiều cửa quá mà có ít người. Mẹ, ông nào có Tín Nguyễn là một đấy. Tách kẹo này mình cứ để tốc độ chuột thấp nhất là được em ạ. Ôi chuột đâu? À được. Để con chuột tốc độ thấp nhất là được em ạ. Mình gì? Đấy như này nhá. Quá thề. Ui mẹ thôi bị bắn rồi kìa. Ui dồi. Đấy. Anh em cứ để cái tốc độ chuột thấp nhất là được. Không bao giờ bị di ra ngoài luôn. Đấy. Rồi game dễ thế. Có mẹ thằng này nó có tre kìa. Nó đừng. Chính xác tôi ra. Ui trời má. Xin vĩnh biệt cụ.